Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại chia sẻ cho anh em một cái clip sơ đồ lắp đặt dây cu loa tổng cho con xe Hyundai Stretch. Con này là Grand nhé, đời 2011-2012, máy xăng nhé. Thì thực ra đây này, anh em nhìn cái dây cu loa tổng này, nó rất là nhiều vòng bơm trợ lực này, bơm nước này, vô ly trục cơ này, và nó có tổng cái khoảng độ 4 vòng bi tì, một lốc điều hòa, một máy phát. Thì đây nha, cái sơ đồ đi nó đây này, anh em nhìn kỹ này, đó, từ vô ly trục cơ này, đúng không? Nếu như mà chạy theo chiều kim đồng hồ vòng sang bên tay phải, tức là mình vòng qua lốc này, nó vòng qua một bánh tì này, xong vòng lên máy phát này, xong đi qua lưng một bánh tì này, nó xong chạy thẳng sang bên kia, là bơm trợ lực, xuống dưới là bơm nước, nó xong nó lại vòng lên trên một cái vòng bi tì nữa, xong nó mới vòng xuống dưới cái vòng bi tăng. Đi như này mới là đúng. Cẩn thận như vậy, nên nó rất là nhiều vành tì, nó rất là dễ bị nhầm lẫn. Đây, vít này, vít tăng. Đó. Rất nhiều vành tì, nên là rất là dễ bị nhầm lẫn đấy. Đó, anh em lưu ý nhá. Con xe này thì hôm nay là đến chỗ mình làm cái thay cái lốc điều hòa, lốc nó bị chết. Đấy, thì tiện nhân tiện đây thì mình sẽ làm một cái clip để anh em nhớ được cái sơ đồ dây cu loa của con này, rất dễ, nhưng mà khi mà quên rồi thì lại rất là khó. Từ bu ly trục cơ, xong rồi vòng lên lốc điều hòa, vòng qua một bánh tì, vòng lên máy phát, xong lại vòng qua một bánh tì, nó chạy thẳng sang bên bơm trợ lực, vòng xuống bơm nước, lại chạy vòng lên một cái bánh tì, sau đó là vòng qua lưng của cái cụm bi tăng ấy, cụm tăng chính là mình vừa đưa cái tay vào mình vít cho anh em xem ấy. Đó, rất là đơn giản, nhưng mà không chú ý quên cái là hơi bị mệt. Thì đây là một mình chia sẻ cho anh em một cái clip đấy nhá, anh em lưu ý. Rồi mình làm tiếp đây, còn video của mình đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào gặp lại những video tiếp theo.